Chào bạn quay trở lại với channel của mình. Ở video lần trước mình đã tải lên một video nói về cái thiết kế của chiếc Dell XPS 9310. Và đây là chiếc Dell XPS 13. Nó có mức giá là hơn 30 triệu đồng cho phiên bản i5 và hơn 40 triệu đồng cho phiên bản i7. Các bạn thấy đắt không ạ? Nhưng mà đắt thì nó sắt ra miếng các bạn ạ. Nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc laptop mỏng nhẹ và không có cái điểm gì phải chê về cái mặt thiết kế nhá, thì cái chiếc Dell XPS 13 9310 2020 chúng ta phải bỏ ra một số tiền rất là lớn với phiên bản i7 ấy, là hơn 40 triệu đồng. Thì liệu nó có xứng đáng hay là không? Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu video ngay nha. Nhắc đến Dell XPS thì có lẽ là các bạn cũng biết đấy là một cái dòng máy cao cấp của Dell đúng không? Mình cũng đã trải nghiệm rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm đến từ Dell XPS. Như là Dell XPS 9300 và XPS 9310. Ở cái video lần trước mình đã đánh giá rồi ấy, nhưng mà với phiên bản i5, còn trên tay mình đây lần này là một cái chiếc Dell XPS 9310 phiên bản i7 và có cái màn hình OLED rất là xịn sò hiện đại. Và nó có một cái màn hình là màn hình OLED. Vậy màn hình OLED thì có những cái điểm đặc biệt như nào thì mình cùng đánh giá từng cái một các bạn nhá. Đấy, cái điểm đầu tiên mình muốn nói tới đó là về trọng lượng của chiếc Dell XPS 9310. Nó chỉ có 1,2 kg, cực kỳ tiện lợi. Dù bất kỳ những cái dòng XPS nào thì đều có những cái trọng lượng vô cùng nhẹ nhàng và nó cực kỳ phù hợp cho những ai có công việc phải di chuyển đi lại thường xuyên. Rồi, và chúng ta có thể nhìn thấy này, tổng thể toàn bộ máy được làm từ khung kim loại bằng nhôm nguyên khối với những nét cắt CNC cực kỳ đẹp, như hình ảnh các bạn có thể nhìn thấy. Mặt lưng vẫn là một cái logo Dell này, mạ chrome sáng bóng được đặt ở chính giữa. Và một điểm quá là quen thuộc trên những cái dòng máy Dell rồi đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy khung viền này, nó có màu đồng nhất với cả màu máy, lại còn sáng bóng, tạo cái sự tinh tế. Và mình thấy là nó xứng đáng với cái giá tiền mình bỏ ra để sở hữu được cái thiết kế của chiếc Dell XPS 9310 này. Và bản thân mình, cá nhân mình cảm thấy là cái màu sắc của nó cực kỳ hài hòa và trung tính, cả nam và nữ đều có thể sử dụng được. Và mình cũng có một chiếc XPS 9310 rồi và mình cũng trải nghiệm cũng khá là lâu rồi ấy. Và mình thấy là nó đáp ứng cho mình những cái công việc cực kỳ tốt luôn. Và nhân tiện đang nói về phần cạnh viền thì các bạn có thể nhìn thấy này, những nét cắt CNC cực kỳ đẹp, cực kỳ sáng bóng. Nó mang cái tính thẩm mỹ cực kỳ cao. Đấy, sử dụng nhiều từ cực kỳ quá nhưng mà mình ấn tượng vô cùng đối với những cái dòng XPS của Dell. Và chúng ta nhìn qua một chút đi về những cái phần cổng chuyển nhá. Các bạn nhìn bên trái của nó sẽ có một cổng Type-C và một cổng micro SD, và nhìn sang bên phải chúng ta sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5 và thêm một cổng Type-C nữa. Tuy được trang bị ít cổng như vậy thôi, có lẽ là nó mang về cái tính thẩm mỹ nhiều hơn. Vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta đặt một cổng USB hay là một cổng LAN ở đây thì cái độ dày nó phải dày hơn đúng không? Thì cái tính thẩm mỹ của nó lại không được một chút nào. Cho nên là có lẽ là Dell đối với cái option Dell XPS 9310 với màn hình OLED nhá, thì chúng ta được kèm theo một cái đầu chuyển này từ Type-C sang USB. Đấy, là chúng ta có thêm một cổng USB nữa ở đây và một cổng Type-C bên này. Và các bạn hoàn toàn có thể mua thêm một cái cổng chuyển từ Type-C sang những cái cổng USB nhiều hơn hay là những cổng LAN khác để mà có thể tiện lợi hơn trong quá trình chúng ta sử dụng. Và cái cổng chuyển đó mình thấy là cũng có mấy trăm nghìn thôi. Và đối với những cái chiếc máy cao cấp nhá, ví dụ như MacBook chẳng hạn, nó đã không có những cái cổng USB hay là cổng LAN từ lâu lắm rồi các bạn ạ. Đấy, và mình thấy điều này hoàn toàn là cái điểm gì, không phải là một điểm trừ gì trên chiếc Dell XPS 9310. Và khi mở máy ra nhá, thì các bạn mới thấy được cái sự cao cấp của nó lại càng được nhấn mạnh. Từ cách bố trí các phím đến shortcut cực kỳ cân đối, layout phím thiết kế không quá to, đủ ngón tay thao tác của mình, nên là khi mình chuyển sang sử dụng cái chiếc máy này ấy, thì nó cũng quen rất là nhanh thôi. Hành trình phím nông đem lại cái trải nghiệm vô cùng thoải mái, nhất là khi chúng ta soạn thảo văn bản. Có khi các bạn phải trải nghiệm trực tiếp ấy, thì mới cảm nhận rõ hơn cái điều đó. Shortcut thì không quá là lớn, nhưng mà với cái thao tác 2 hay là 3 ngón thì vô cùng là thoải mái. Phần chiếu nghỉ thì được phủ một lớp carbon, nên là mỗi khi cầm nắm ấy, nó có cái độ bám nhất định, khác bọt hẳn so với những dòng máy khác của Dell. Có lẽ đấy là phần thiết kế xung quanh khi mà chúng ta nhìn đấy, với cái nhìn đầu tiên của mình về cái chiếc Dell XPS 9310. Và một cái điểm có lẽ là đắt tiền nhất trên chiếc Dell XPS 9310 này, đó chính là về màn hình OLED của nó. Và mình xin phép được nói một chút về cái màn hình OLED, đó chính là chất lượng hiển thị màu sắc trên những chiếc laptop có màn hình OLED sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái chiếc laptop sử dụng những màn hình thông thường.
Và đặc biệt này, màu đen sẽ có chiều sâu và cho ra cái độ tương phản tuyệt vời hơn. Chính vì vậy những cái chiếc laptop có màn hình OLED ấy, sẽ là một cái sự lựa chọn rất là lý tưởng cho những ai phải làm về thiết kế đồ họa hay là chỉnh sửa màu sắc ấy, và giúp cho người sử dụng ấy sẽ có được cái cảm nhận và nhìn chuẩn chỉnh hơn về cái màu sắc trên những cái chiếc laptop sử dụng màn hình OLED. Và có một điểm rất là thú vị, đó chính là laptop có màn hình OLED ấy, sẽ có khả năng tiết kiệm điện cực kỳ tốt, vì khi mà hiển thị màu đen ấy, điểm ảnh sẽ được tắt hoàn toàn, giúp thiết bị không tiêu hao năng lượng quá là nhiều. Và đối với chiếc Dell XPS 9310 đấy, có độ phân giải là 3.5K với cái màn hình OLED với thông số là 100% sRGB và cái độ sáng lên tới là 500 nit ánh sáng, cho nên là cực kỳ tiện lợi khi mà các bạn làm việc ở môi trường có ánh sáng mạnh. Và cái màn hình của chiếc Dell XPS 9310 này phải gọi là cực kỳ ấn tượng khi mà mình làm việc hay là chúng ta chơi một vài những game cơ bản, thì cái màu sắc hiển thị của nó cực kỳ tốt, giống như trên những cái dòng điện thoại cao cấp ấy các bạn ạ. Và mình hy vọng rằng cái màn hình OLED sẽ được các hãng lớn sử dụng phổ biến hơn, được đặt trên những cái chiếc laptop thông thường và có cái mức giá hợp lý hơn cho người dùng có thể sử dụng và trải nghiệm. Và về cấu hình đang có trên tay của mình, một con chip i7-1185G7, RAM 16GB, SSD 1TB hoàn toàn có thể nâng cấp. Và với cái thông số như thế này, đấy, thì bất kể những cái công việc nào không liên quan tới làm 3D chuyển động nhá, nó hoàn toàn đáp ứng cực kỳ tốt. Cộng thêm vào đó với con card onboard Intel Iris Xe, phải gọi một con card quốc dân, và mình đã có rất nhiều video nói về con card này rồi, mình còn test game với những tựa game liên minh điện thoại là LOL hay là CS:GO. Liên minh điện thoại LOL là một các bạn ạ, hay là CS:GO thì nó hoàn toàn đáp ứng cực kỳ tốt các bạn ạ. Chơi game FPS đạt hơn 100 là bình thường luôn. Và con card quốc dân này được trang bị rất là nhiều trên những dòng laptop mình đã nói rồi ở những video trước rồi đúng không? Đấy, cấu hình như thế này chúng ta không còn gì phải chê trên cái chiếc Dell XPS 9310. Nhưng mà nhá, chiếc máy này mua về để mà có thể làm việc thôi nhá. Còn chơi game thì nó có cái dòng gaming cơ mà, việc gì phải mua những dòng laptop business để mà có thể chơi game đúng không các bạn? Và tiếp theo đến là tới thời lượng pin của chiếc Dell XPS 9310. Thật sự một cái điểm cực kỳ ấn tượng khi mà mình sử dụng on screen 8 giờ đồng hồ với những tác vụ mình làm việc thôi, soạn thảo văn bản, thi thoảng lướt YouTube, xem cập nhật các thứ trên mạng, trên những trang báo, thì nó đạt được hơn 8 giờ đồng hồ. Và mình nghĩ 8 giờ đồng hồ thì các bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được những nhu cầu công việc cả một ngày. Và khi các bạn sử dụng quen rồi cơ, thì các bạn có thể căn chỉnh được cái thời gian để mà có thể trải nghiệm cả một ngày dài, cả sáng, cả chiều, cả tối khi mà các bạn làm việc. Thời lượng pin vô cùng ấn tượng như rồi, gần 8 giờ đồng hồ. Có lẽ là video đã dài, mình đã đánh giá về thiết kế này, về cấu hình và về thời lượng pin của chiếc Dell XPS 9310 và một chiếc máy có mức giá là đạt tới hơn 40 triệu đồng. Vậy thì theo các bạn, nó có ấn tượng không? Nó có xứng đáng để mà chúng ta bỏ ra một khoản tiền như thế để sở hữu chiếc Dell XPS 9310 này? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào!